Xin hân hạnh chào đón tất cả mọi người đến với kênh YouTube Phương Nguyễn. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2019. Mọi người ơi, đố mọi người biết mình đang ở đâu đây? Vâng, mình đang ở Washington DC, thủ đô của nước Mỹ. Và như tất cả mọi người đều biết, thủ đô của nước Mỹ là một trong những thành phố thủ đô quan trọng bậc nhất thế giới, là địa điểm tham quan giải trí yêu thích của du khách khi đi du lịch ở Mỹ. Hàng năm, có khoảng 24 triệu du khách trên toàn thế giới đến đây để khám phá những công trình kiến trúc vĩ đại mà đa phần tập trung tại khu vực National Mall. National Mall là công viên cảnh quan trực thuộc National Mall and Memorial Park, một đơn vị chính thức của hệ thống công viên quốc gia Hoa Kỳ. Khu vực này bao gồm rất là nhiều đài tưởng niệm, trong đó có đài tưởng niệm Tổng thống Washington, đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln, đài tưởng niệm Tổng thống Jefferson Thomas, công viên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, Nhà Trắng, đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai, đài tưởng niệm Chiến tranh Hàn Quốc, đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, rất là nhiều các viện bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Thiên nhiên, Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật và nhiều công trình khác nữa. Rất là hân hạnh cho mình hôm nay được đặt chân đến nơi đây để mà có thể khám phá những điều chưa biết về lịch sử cũng như những cái công trình tại thủ đô nước Mỹ này. Và thời tiết hôm nay rất là ưu đãi cho mình luôn, rất là đẹp. Bây giờ mình đang hướng về đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Xin mời mọi người hãy đồng hành cùng mình khám phá khuôn viên đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam nhé. Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam được khánh thành vào ngày 13 tháng 11 năm 1982. Ngày này cũng chính là ngày nước Mỹ truyền đi cái thông điệp với họ: vết thương đã khép và đang lành lại. Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam vinh danh sự dũng cảm, đức hy sinh và gương hiến mình cho nhiệm vụ và cho đất nước của những người chiến sĩ trong quân lực Hoa Kỳ, những người đã phục vụ trong cuộc chiến lâu dài nhất của nước Mỹ. Với thiết kế của mình, đài tưởng niệm gợi lên những trải nghiệm suy tư về cuộc chiến cũng như diễn đạt được khuôn mặt người trong xung đột chia rẽ. Chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ cái khu vực đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Như mọi người thấy, đây là nguyên một cái khuôn viên của đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Và có thể thấy là rất nhiều người lớn tuổi đang mặc những cái chiếc áo màu đỏ. Đó là những cựu chiến binh đã từng tham gia ở trong chiến tranh Việt Nam. Và ngày hôm nay họ đến đây để tưởng nhớ, ghi công cho những đồng đội đã hy sinh của mình. Và có rất là nhiều người đến đây để dâng hoa, rồi viết thư, những cái vòng hoa để ghi ơn cho những cái người thân đã hy sinh của mình. Bây giờ mình sẽ đi tiến vào bên trong để xem cái cảnh quan của đài tưởng niệm này như thế nào nha mọi người. Chúng ta thấy có những em bé trai đội những cái chớp mũ ở trên đầu đó. Đó là những người Do Thái. Và như lịch sử ghi nhận thì những người Do Thái là những cái người mà thông minh nhất thế giới luôn. Và đây có lẽ là những em học sinh đang được nhà trường dẫn đi để gọi là field trip, dẫn cho các em đi. Và bây giờ từ cái hướng này có lẽ là mình sẽ đi ngược lại với những người này để cho mọi người xem những cái trạng thái, tâm trạng của người những người tham quan ở đây ha. Đây là trước mặt của mình đó mọi người, đó là một cái bức tường dài và ghi tên những chiến sĩ đã hy sinh trong thời chiến tranh Việt Nam. Bây giờ mọi người đang đi như vậy thì mình cũng không muốn đi ngược lại với người ta thôi, thì mình sẽ đi vòng qua một cái tượng khác đi, mình sẽ trở lại sau. Thank you.
phía trước mặt chúng ta đó là tượng những người phụ nữ, nhằm tôn vinh những người phụ nữ đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Phần lớn họ là những y tá. Tượng thể hiện ba người phụ nữ và một người lính bị thương. Thì người phụ nữ đứng ngửa mặt lên trời như đang mong muốn, chờ đợi. Tên là Hope, có nghĩa là hy vọng. Người phụ nữ đang quỳ cầu nguyện là Faith, trung thành. Còn người phụ nữ đang ôm người lính bị thương là Charity, có nghĩa là bác ái. Bức tượng này nhắc nhở sự quan trọng của những người phụ nữ trong các cuộc xung đột. Như mọi người thấy đó, có rất là nhiều người mặc áo xanh áo đỏ đang tiến về bức tượng ba người phụ nữ này. Khi nãy thì mình thấy họ đặt cái bức tượng đá và bây giờ họ đã tiến về tới khu vực này rồi. Theo tìm hiểu thì mình được biết những người mặc áo đỏ đó là những cụ ông, cụ bà, là những cựu chiến binh đã từng tham gia trong các cuộc chiến tranh như chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Hàn Quốc và chiến tranh thế giới thứ hai. Còn những người đang mặc áo xanh đẩy xe cho các ông, các bà, đây là những người làm việc thiện nguyện cho một cái tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi là Honor Flight. Là cái tổ chức này chuyên tổ chức những cái cuộc dã ngoại, những cái cuộc du lịch cho những cựu chiến binh và hoàn toàn miễn phí. Họ phục vụ những chuyến bay, ăn ở, đi lại hoàn toàn miễn phí để ghi ơn, cảm ơn họ đã hy sinh cho dân tộc, cho tổ quốc của mình. Long time ago. Yeah, when was it? Oh gosh. 66. You were there too? No, I was way younger. You too young, right? I was 6 years old. Young. Yeah, I was a kid. So how about you? Using. Yeah. You didn't get any woman pregnant yet? No. No? Are you sure? Yeah. Because there are a lot of mixed American children looking for a father. No. So what is the occasion that you are here today? On a flight. On a flight. We're out of Columbus, Ohio. Okay. And it's an organization that we bring the Vietnam vets and Korea vets. World War II vets come and visit all the memorials. They get to go for free. It's all donated funds. I came as a guardian just to help out. That is really nice. Yeah. Yeah. And how do you feel? Good? Yeah, you feel good of the weather too? Oh yeah, I like this weather. All right, thank you so much. You're welcome. All right. Are you living here in the States? I am in West Virginia. Oh, Virginia. You're close to home. Yeah. Close to home. Yeah. Where are you from? You really love me. How about a picture with Bill? I know. You want to get in the picture? Yes, please. Russell. Come on, Russell Mueller. Ah, jeez. There you go. Thank you so much. Thank you. Yeah. Enjoy that. I figured you would when I sing that. Yeah. I can sing it for you. You want to hear? What's that? The song about the hat. Yes. Oh, yeah. Oh. All right. I'll sing Vietnamese song for you. Okay. Yeah. Yes. All right. She's going to sing a song. Nóng lá. Nóng lá. Okay. Okay, ready? Ready. I sing Vietnamese song for you guys, okay? Chiến đấu ba ba trên dần sông thăm 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 Thank you. Yeah. Very nice. Have a good day. You enjoy your day.
Mình đang đứng ở trước tượng của ba người lính Mỹ, The Three Servicemen Stadium. Ở đây thì mình có hình ảnh của ba người lính tượng trưng cho ba màu da khác nhau. Bé bên tay đầu tiên nhất đó là cái người lính gốc châu Phi, African American. Rồi cái người kế bên là đại diện cho người lính da trắng, là White American. Kế bên nữa là cái người đại diện cho người Tây Ban Nha, gọi là Hispanic American, và ba người lính đại diện cho ba cái sắc tộc, ba sắc dân khác nhau, và tất cả những cái sắc tộc này đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Cái bức tượng rất là thì có thể bà y tá chăm sóc cho những chiến sĩ trong thời kỳ chiến tranh. Bà chắc cũng đã già lắm rồi ha mọi người. Phía trước bên trái là điểm bắt đầu của bức tường chiến tranh Việt Nam. Tiếng Mỹ ghi là The Vietnam World War. Bức tường được xây dựng thấp hơn so với mặt đất vài mét. Bức tường được làm bằng đá đen hình chữ V nằm, với chiều dài mỗi cạnh khoảng 75 mét. Mỗi bức tường được ghép lại từ 72 tấm đá hoa cương quý lấy từ thành phố Bangalore của Ấn Độ và được đánh số theo thứ tự. Tấm đá thấp nhất là 50cm và cao nhất là 3m. Trên bức tường có khắc tên của 58.627 cái tên của người lính Mỹ đã mất hoặc mất tích trong chiến tranh. Những cái tên được khắc chi chít từng hàng theo số thứ tự ngày báo tử hoặc mất tích. Trong trường hợp những người mất tích còn sống trở về, tên của họ sẽ được khoanh tròn như biểu tượng của sự sống. Bức tường được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 3 năm 1982 theo thiết kế của cô sinh viên kiến trúc người Mỹ gốc Hoa và khánh thành vào ngày 13 tháng 11 cùng năm với chi phí là 9 triệu Mỹ Kim do các cựu chiến binh Mỹ, các tổ chức nhân đạo và tư nhân đóng góp. Ý tưởng xây dựng bức tường cũng đã được khởi xướng từ một nhóm cựu chiến binh Việt Nam ở Washington DC. Những người này đã lập ra quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam để quyên góp tiền xây dựng tượng đài này. Kể từ khi khánh thành đến nay, đài tưởng niệm này đã trở thành một trong những địa điểm được thăm viếng nhiều nhất ở thủ đô Washington DC, với khoảng 4 triệu người tới thăm hàng năm. Hầu như ngày nào cũng có những người Mỹ, những người ngoại quốc và rất là nhiều khách du lịch muôn nơi đến thăm bức tường chiến tranh Việt Nam. Khi đến đây, dường như bước chân của họ đều chậm lại, nhẹ nhàng và lặng lẽ hơn. Nhiều người dừng chân đọc những cái tên khắc trên đó, có người trầm tư tìm những dòng chữ ghi tên người thân hoặc bạn bè để đặt hoa phía dưới. Có người gục đầu vào bức tường, người thì lặng lẽ tay sờ lên những cái tên. Có những phụ nữ thầm lau những giọt nước mắt. Có người khi ra về đã để lại những bức thư hay những tấm ảnh. Ở dưới chân tường còn có những bài thơ, có những tấm huân chương, có những lá cờ,
có những chiếc ủng lính, có những chai rượu uống dở. Bức tường đá đen khắc 58.627 tên tuổi với từng ấy số phận khác nhau. Từ bản thân nó nói lên sự bi thảm của chiến tranh. Một cuộc chiến tranh với những người lính Mỹ là vô nghĩa và lẽ ra không nên có trong lịch sử Hoa Kỳ. Người Mỹ cũng bị chiến tranh này ám ảnh suốt mấy thập kỷ. Các tấm đá đen đều được đánh số thứ tự rất khoa học. Điều này giúp cho người tham quan có thể tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến người lính có tên trên bức tường, từ đơn vị họ tham gia đến ngày tử trận, số năm phục vụ và nơi tử trận. Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam thật khiêm nhường bên tháp bút chì cao vút xa xa, cũng nằm trên quảng trường quốc gia Washington DC. Tại nơi đây, hàng triệu người Mỹ từng tụ tập biểu tình chống chiến tranh Việt Nam trong những năm 60 của thế kỷ trước. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với mình trong video này để tham quan đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào video kế tiếp.